Chào mừng quý phụ huynh các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Quý phụ huynh và các em hãy bấm vào nút đăng ký dưới video, bấm vào chuông để nhận những thông báo về bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 3, chúng ta sẽ ôn tập và tự học môn tiếng Việt. Tiết ôn tập ngày hôm nay thì các con chúng ta sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là các con sẽ nghe cô đọc. Các con sẽ viết một bài chính tả, bài viết nghe nhạc sách giáo khoa lớp 3 tập 2 trang 42 và 43. Yêu cầu thứ hai là các con chúng ta sẽ làm bài tập chính tả, phân biệt vần út, vần úc. Và yêu cầu thứ ba là các con sẽ viết một đoạn văn khoảng từ 7 đến 10 câu kể về thành thị theo gợi ý. Sau đây thì cô mời các con chúng ta cùng cô thực hiện nhiệm vụ của bài ôn tập ngày hôm nay nhé. Yêu cầu thứ nhất, chính tả, nghe viết bài nghe nhạc sách giáo khoa lớp 3 tập 2 trang 42 và 43. Yêu cầu này thì cô mời các con chúng ta sẽ lấy sổ ghi, lấy bút ra, chúng ta chuẩn bị nghe cô đọc để viết bài nhé. Các con chúng ta mang sách giáo khoa mở ra trang 42 và 43. Các con chúng ta sẽ đọc bài trước một lần trước khi chúng ta viết. Mời các con đọc bài cùng cô. Nghe nhạc, đang chơi bi mải miết, bỗng nghe nổi nhạc đài, bé Cương dừng tay lại, chân dẫm nhịp 1-2. Tiếng nhạc lên cao vút, Cường lắc nhịp cái đầu, cây trước nhà cũng lắc, lá xanh va vào nhau. Tiếng nhạc dồn réo rắt, người Cương cũng rung theo, viên bi lăn trên đất rồi nằm im trong veo. Võ Văn Trực. Đây là một bài thơ 5 chữ và có 3 khổ thơ. Các con lưu ý khi viết vào trong sổ trắng, các con trình bày tên bài, các con viết vào giữa trang sổ. Các khổ thơ khi viết các con thụt vào khoảng 2 ô. Chữ đầu dòng các dòng thơ thì các con viết hoa. Khoảng cách từ khổ thơ 1 đến khổ thơ 2 cách nhau một dòng. Từ khổ thơ 2 đến khổ thơ thứ 3 các con để cách một dòng. Đó là cách chúng ta trình bày bài thơ này. Trong bài thơ của chúng ta thì có sử dụng dấu chấm, dấu phẩy và dấu ba chấm. Các con lưu ý khi viết chúng ta sử dụng viết đầy đủ dấu câu. Ngoài ra thì trong bài có một số từ khó, các con lưu ý cho cô nhé. Khi viết tới từ mải miết, các con lưu ý viết cho đúng. Tiếng mải là thanh hỏi, tiếng miết là thanh sắc, âm cuối là âm tờ. Bỗng là có thanh ngã. Cương là tên riêng viết hoa. Vút có âm đầu vờ, vần út và thanh sắc. Lắc là âm đầu lờ, vần ắc và thanh sắc. Réo rắt là từ có âm đầu là r. Lăn có âm đầu l, vần ăn. Lưu ý khi viết các con viết đúng cho cô các từ ngữ này nhé. Sau đây thì cô mời các con chúng ta sẽ ngồi ngay lưng, đầu hơi cúi, hai chân để song song và tay trái các con để giữ mép sổ trái, tay phải cầm bút, chuẩn bị nghe cô đọc để viết bài. Mời các con viết bài. Nghe nhạc, các con viết tên bài vào giữa trang sổ. Nghe nhạc, các con bỏ cách một dòng để chúng ta viết khổ thơ thứ nhất. Đang chơi bi mải miết. Đang chơi bi mải miết. Đang chơi bi mải miết. Xuống dòng. Bỗng nghe nổi nhạc đài,
bỗng nghe nổi nhạc đài. Bỗng nghe nổi nhạc đài. Bé Cương dừng tay lại. Các con xuống dòng viết dòng thơ thứ ba. Bé Cương dừng tay lại. Bé Cương dừng tay lại. Xuống dòng. Chân dẫm nhịp 1 2. Chân dẫm nhịp 1 2. Chấm. Hết khổ thơ 1. Các con chúng ta bỏ cách 1 dòng. Chúng ta viết khổ thơ thứ 2. Tiếng nhạc lên cao vút. Tiếng nhạc lên cao vút. Tiếng nhạc lên cao vút. Xuống dòng. Cương lắc nhịp cái đầu. Cương lắc nhịp cái đầu. Cương lắc nhịp cái đầu. Xuống dòng. Cây trước nhà cũng lắc. Cây trước nhà cũng lắc. Cây trước nhà cũng lắc. Xuống dòng. Lá xanh va vào nhau. Lá xanh va vào nhau. Lá xanh va vào nhau. Chấm. Các con đã viết hết khổ thơ thứ 2. Mời các con chúng ta bỏ cách 1 dòng và viết khổ thơ thứ 3. Tiếng nhạc dồn réo rắt. Tiếng nhạc dồn réo rắt. Lưu ý từ réo rắt. Tiếng nhạc dồn réo rắt. Xuống dòng. Người Cương cũng rung theo. Người Cương cũng rung theo. Các con lưu ý tên riêng, viết hoa. Người Cương cũng rung theo. Xuống dòng. Viên bi lăn trên đất. Viên bi lăn trên đất. Viên bi lăn trên đất. Xuống dòng. Rồi nằm im phải trong veo. Rồi nằm im phải trong veo. Ba chấm. Rồi nằm im phải trong veo. Ba chấm. Các con đã viết hết 3 khổ thơ. Cuối cùng mời các con chúng ta sẽ viết tên tác giả nhé. Tác giả Võ Văn Trực. Tên tác giả các con chúng ta sẽ viết
ở giữa khổ thơ sang phía bên phải. Võ Văn Trực các con, chúng ta vừa nghe cô đọc để các con viết bài. Sau đây cô mời các con chúng ta sẽ nghe cô đọc lại để soát lỗi nhé. Bạn nào viết chưa kịp các con chúng ta hãy viết tiếp vào để cho nó đầy đủ. Nghe nhạc đang chơi bi mải miết, bỗng nghe nổi nhạc đài, bé Cương dừng tay lại, chân giẫm nhịp 1-2 chấm xuống dòng, bỏ cách một dòng. Viết khổ thơ thứ hai. Tiếng nhạc lên cao vút xuống dòng, Cương lắc nhịp cái đầu xuống dòng, cây trước nhà cũng lắc xuống dòng, lá xanh va vào nhau chấm, bỏ cách một dòng. Viết khổ thơ thứ ba. Tiếng nhạc dồn réo rắt xuống dòng, người Cương cũng rung theo xuống dòng, viên bi lăn trên đất xuống dòng, rồi nằm im phẩy trong veo ba chấm xuống dòng. Viết tên tác giả Võ Văn Trực. Các con chúng ta hãy mở sách giáo khoa kiểm tra lại xem là mình đã viết đúng chính tả chưa nhé. Cố gắng các con chúng ta viết chữ cho nó sạch đẹp, trình bày đúng theo cái thể thơ và trình bày đẹp. Tiếp theo thì cô mời các con chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, làm bài tập chính tả nhé. Bài tập chính tả điền vào chỗ trống út hay úc. Như vậy thì các con chúng ta hãy chọn mần út hay là mần úc để điền vào chỗ chấm. Chúng ta có các từ là ông bờ chấm chấm chấm, bờ chấm 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 gỗ, chim cờ chấm chấm chấm, hoa cờ chấm chấm chấm. Vậy bây giờ chúng ta hãy chọn vần út hay là vần úc để điền vào chỗ chấm sao cho được một từ có nghĩa. Bắt đầu từ đầu tiên, các con chúng ta đọc ông bụt hay ông bục. Chúng ta hãy thay vần út vào âm bờ và thanh nặng, và vần úc để chúng ta được tiếng, và chúng ta đọc xem tiếng nào nó đúng thì các con chúng ta sẽ chọn ông bụt hay là ông bục. Ở đây thì chúng ta có từ là ông bụt, vậy chúng ta điền vần út. Bụt gỗ hay là bục gỗ, vần út là bụt, vần úc là bục. Vậy thì bụt gỗ hay bục gỗ, ở đây chúng ta sẽ có là vần úc là đúng. Bục gỗ là một cái bục làm bằng gỗ để chúng ta có thể đứng lên, giống như cái bục giảng á, ha. Rồi chim cút là vần út hay là chim cúc là vần úc. Ở đây thì chim cút là đúng hơn, vì đây là một loại chim nhỏ, có nó đẻ rất là nhiều trứng, và nó là một cái con vật mà cho chúng ta rất là nhiều các cái chất dinh dưỡng từ thịt và từ trứng. Chim cút chúng ta điền vần út. Hoa cút vần út hay là hoa cúc vần úc. Đây chúng ta sẽ có là từ hoa cúc là đúng, chúng ta điền vần úc. Vừa rồi thì các con chúng ta đã hoàn thành xong phần bài tập rồi đấy, điền vần út và vần úc. Lưu ý các con chúng ta sử dụng các cái từ ngữ phân biệt vần út và vần úc cho đúng cho cô nhé. Tiếp theo cô mời các con chúng ta chuyển sang phần thứ ba nhé. Tập làm văn, viết một đoạn văn ngắn khoảng từ 7 đến 10 câu kể về thành thị theo gợi ý. Nhờ đâu em biết về thành thị? Ở thành thị có cảnh vật gì? Mọi người làm công việc gì? Em thích nhất điều gì ở thành thị? Cảm nghĩ của em về thành thị. Như vậy thì bài viết về thành thị này, kể về thành thị này thì các con đã được học ở học kỳ 1 rồi.
các con hôm nay sẽ ôn nhớ lại cái cách viết một đoạn văn kể về thành thị các con đã học. Chúng ta sẽ viết lại một đoạn văn ngắn khoảng từ 7 đến 10 câu để kể về thành thị. Và gợi ý cho các con là con nhờ đâu mà con biết về thành thị? Vậy thì thành thị đó là nơi con đang sinh sống, hay là thành thị đó là cái nơi mà con được đi đến đó để chơi, hay là con biết thành thị nhờ vào việc là con xem ở trên vô tuyến, trên truyền hình, vân vân. Thì thứ nhất là các con phải nêu được cái lý do mà vì sao con lại biết thành thị. Thứ hai là các con sẽ phải kể xem là ở thành thị có những cảnh vật gì. Thì các con học rồi, ở thành thị thì có những cái cảnh vật nó rất là đặc trưng, nó khác với lại ở làng quê. Thì thành thị này có là đường thì đông, xe cộ đi lại này, nhà cao tầng này, các cửa hàng cửa hiệu này, rồi là có đèn xanh đèn đỏ này, rồi có nhiều các khu trung tâm thương mại này, rồi có các cái nhà máy xí nghiệp vân vân. Mọi người thì đó là cái cảnh vật ở thành phố. Rồi mọi người làm công việc gì? Thì các con thấy ở thành phố thì mọi người thường làm ở trong công sở này, trong nhà máy này, trong xí nghiệp này, rồi làm cái công việc là buôn bán này. Và em thích nhất điều gì ở thành thị? Vậy thì ở thành thị này có những cái hoạt động như thế, cảnh vật như vậy, thì em thích nhất điều gì? Em hãy nói ra. Rồi cảm nghĩ của em về thành thị như thế nào? Thì đấy là cách các con chúng ta sẽ viết. Viết theo cái gợi ý. Cái gợi ý như thế này thì các con chúng ta trả lời theo gợi ý này. Sau đó thì các con sắp xếp câu trả lời của mình sao cho nó vần và nó phù hợp, để các con viết thành một đoạn văn. Và lưu ý là khi các con viết thế thì các con nhớ sử dụng dấu câu cho phù hợp. Hết một câu thì các con sử dụng dấu chấm. Câu nào dài thì các con chúng ta sử dụng dấu phẩy để ngăn cách các ý trong câu. Tại vì có một số bạn là các con chúng ta viết đoạn văn mà không có dấu chấm câu, như vậy thì nó không rõ ý và người đọc chúng ta sẽ không hiểu được cái nội dung mình viết là gì. Cho nên khi viết đoạn văn các con rất là quan trọng, đó là các con phải xác định câu và sử dụng dấu câu cho phù hợp. Và lưu ý ở đây, bài văn nói là viết một đoạn văn ngắn khoảng từ 7 đến 10 câu. Các con có thể viết dài hơn 10 câu cũng được. Nhưng mà cô thấy là các bạn học sinh lớp 3 thì các con thường là cái vốn từ của các con ít này, rồi các con viết câu thì nó bị lặp từ này, rồi nó lủng củng này. Cho nên các con lưu ý là mình sẽ lựa chọn từ ngữ và nhớ các cái mẫu câu mình đã học. Mẫu câu ai là gì, ai làm gì, ai thế nào, để các con chúng ta viết nhé. Sau đây thì cô mời các con chúng ta sẽ tham khảo bài viết về thành thị. Bài mẫu số 1, bài viết gồm có 9 câu. Đây là một bài mẫu của một bạn ở làng quê kể về thành thị. Các con chúng ta cùng lắng nghe xem bạn ấy kể về thành thị như thế nào nhé. Cứ đến ngày quốc tế thiếu nhi, mùng 1 tháng 6 là em được cha mẹ chở đi thành phố chơi và mua sắm. Ở thành phố, mọi thứ đều khác xa so với ở quê. Chỗ nào, chỗ nấy đều được vây kín bởi những tòa nhà cao vút. Đi dọc phố là những cửa hàng, cửa hiệu bày bán đủ các loại mặt hàng. Ban đêm, đèn điện lấp lánh như sao xa. Đường phố, cây xanh và những ngôi nhà được trang hoàng bởi hàng nghìn, hàng triệu ngọn đèn lung linh, huyền ảo. Người ở thành phố chủ yếu là làm trong các công sở, công ty hoặc là buôn bán. Mỗi lần đi chơi, em thích nhất là được vào khu trung tâm thương mại,
Ở đó bán đủ các mặt hàng, có cả khu vui chơi cho trẻ em, và điều tuyệt nhất là em có thể tha hồ mua những quyển sách hay, sách tham khảo phục vụ cho việc học. Em rất thích đi chơi ở thành phố rất là đẹp, rất là lộng lẫy và hiện đại. Đây là một bài văn mẫu, các con chúng ta quan sát cách trình bày. Cái phần mà nêu cái lý do vì sao các con biết về thành thị thì các con chúng ta hãy viết một câu hoặc hai câu, sau đó các con chúng ta có thể là chấm xuống dòng, xong các con chúng ta viết cái nội dung tiếp theo về cảnh vật này, về con người này, rồi về cái cảnh vật mà em yêu thích nhất này. Sau đó thì chúng ta sẽ chấm và xuống dòng viết cái ý cuối cùng, đó là cảm nghĩ của em về thành phố. Thì đó là cái cách chúng ta trình bày của cái đoạn văn. Tuy nhiên thì các con có thể là viết nối tiếp, ngăn cách bởi dấu chấm cũng được. Nhưng mà các con nếu có thể thì các con có thể là ngăn cách cả các cái ý đó thành mỗi một ý, làm một cái phần xuống dòng như vậy. Thì để chúng ta tập cách trình bày một cái đoạn văn nó có đầy đủ 3 phần, phần mở đầu, phần chính và phần kết thúc. Tiếp theo cô mời các con chúng ta chuyển sang cái tham khảo mẫu số 2. Bài mẫu số 2 thì gồm có 10 câu. Các con chúng ta lắng nghe cô đọc bài văn mẫu nhé. Thành phố là nơi em sinh ra và lớn lên. Từ bé, em đã quen với tiếng ồn ào của đường phố đầy xe cộ lưu thông qua lại nhộn nhịp. Phố xá đâu đâu cũng là cửa hàng, tấp nập người mua bán. Nhà cửa thì chen chúc, cái cao cái thấp. Giữa trung tâm thành phố là những công viên rợp cây cao bóng mát với những thảm cỏ xanh mượt được cắt tỉa chăm chút cẩn thận. Ban ngày, mọi người làm việc trong các cơ quan hành chính, các nhà máy, khu công nghiệp sản xuất hàng hóa cung cấp cho cả nước. Em thích nhất là thành phố vào đêm. Ban đêm thành phố trở nên nhộn nhịp và lộng lẫy hơn với hàng ngàn bóng đèn điện lấp lánh như sao xa. Con người ở quê em rất hiện đại, năng động và hiếu khách. Em rất yêu và tự hào về thành phố của em. Đây là một bài văn của một bạn. Bạn ấy là người sinh ra và lớn lên ở thành phố, cho nên là bạn ấy kể về thành phố cũng là nơi bạn ấy lớn lên, là quê hương của bạn ấy. Vậy thì để viết về thành phố hay thành thị thì chúng ta sẽ có hai cái cách để viết. Những bạn ở nông thôn thì chúng ta sẽ viết theo cách là chúng ta được biết qua việc chúng ta đi chơi, qua việc chúng ta được xem trên tivi, trên vô tuyến truyền hình, trên các phương tiện thông tin, vân vân, hoặc được nghe kể lại. Còn các bạn ở thành phố thì chúng ta sẽ kể về cái nơi mà mình sinh ra và lớn lên như thế. Vừa rồi thì cô có hai bài mẫu, các con chúng ta hãy đọc và tham khảo. Sau đó thì các con chúng ta hãy suy nghĩ để chúng ta viết cái bài của mình theo cái phần hướng dẫn như cô vừa hướng dẫn. Các con lưu ý là khi trình bày một cái đoạn văn, các con cố gắng chúng ta sẽ tách câu, làm sao câu nó rõ ý và không có lặp từ, không có những cái từ ngữ lặp đi lặp lại lủng củng, dấu câu thì để không đúng và nó không rõ ý. Cuối cùng, cô chúc cho các con chúng ta hoàn thành thật là tốt nhiệm vụ học tập, và chúng ta sẽ học tốt hơn trong cái thời gian học tập sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các con nhé!